Chào các bác, đây là cái hộp đồng hồ của bác Thắng ở Thạch Thất Hà Nội, số điện thoại cuối là 246 gửi cho em. Đó. Đây là cái, em sẽ mở cái hộp này của bác này ra. Đó. Một cái thư và một cái đồng hồ. Cái thư này của bác này em sẽ che địa chỉ đi, các bác lưu ý, thông cảm. Đây cái đồng hồ. À, bác lau dầu này, căn chỉnh, máy bị chết vặt, không tích cót. Đây, các bác nhìn thì vẫn đang chạy này. Chết vặt, không tích cót và chống nước. Đó. Rồi, bây giờ em sẽ tháo cái đồng hồ này ra để kiểm tra. Bác nào cần liên hệ với em thì các bác vào Zalo, về trên Zalo tìm kiếm ấy, các bác lấy số điện thoại vào em của em là ra Zalo của em. Các bác nhắn tin giúp em nhé. Các bác đừng gọi nhé. Đấy, em sẽ để cái chốt của khách vào luôn cho khỏi lẫn chốt của người này với chốt của người kia. Đây cho dễ nhìn, zoom lại gần cho các bác nhìn cho nó dễ. Đấy, dòng này dòng Senko ba ốc ba gạch này, Senko đời đầu này. À, em sẽ kiểm tra. Đây, hiện tại em thấy nó vẫn đang chạy nhé. Đó. Bây giờ em sẽ kiểm tra phần tự động xem nó có làm nó bị như nào. Sẽ quay. Em thấy tự động này vẫn vẫn lên thì các bác nhé, vẫn lên nhé, vẫn lên. Đó, bây giờ mình có tay này. Đó, mình có tay, em thấy tóc vẫn đang chạy các bác này, tóc vẫn đang chạy. Đó. Rồi em sẽ tháo tóc ra kiểm tra. Trước tiên em tháo tóc ra em sẽ kiểm tra phần lịch xem nó làm sao. Bơm cái lịch này. Đó. À, rút cái núm này ra, cái núm này nó khá là sâu các bác ạ. Cái này nó khá là sâu, các bác nhìn thấy không? Em nhìn thấy có một cái đặc điểm là cái núm này khá là sâu, tít bên trong luôn. Đó. Nó tít bên trong này các bác. Đó. Nên là cái việc lấy giờ rất là khó khăn đúng không ạ? Rồi bây giờ em sẽ đẩy dịch ra. Khả năng cái này sẽ phải thay cái ti khác cho bác ấy. Tại vì em thấy cái này sâu lắm các bác. Đây này, nó tít bên trong cái này thì các bác ấy lấy giờ rất là khó. Mặc dù là vẫn laser được nhưng mà cực kỳ khó. Đó, em sẽ thay cái ti khác cho bác cái đấy để đẩy dịch ra như này này. Đó, cho nó dễ. Tại vì em do em bỏ cái căn ra rồi thì nó dễ 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 rút ra thôi. Đó, chứ vừa nãy không có căn cực kỳ khó ra đây này. Đó, nó tịt như này luôn, rất khó lấy các bác ạ. Gần như không 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 cho vào để lấy giờ được. Đó. Đây. Em lắp vào các bác xem nhé. Đây, nó tịt luôn vào. Đó, này, nó tịt như này. Đó, nó tịt như này. Thì gần như là không không lấy được giờ luôn, đúng không? Không rút ra được làm gì được cả. Đó, thì cái này em sẽ khắc phục cho khách bằng cách thay cái ti khác. Thay ti khác. Đó, thì nó sẽ đẩy ra như này các bạn này. Đó, nó đẩy ra dịch ra như này này. Đó, khi đẩy dịch ra như này thì mình mới lấy được giờ, đúng không ạ? Đó, mới lấy giờ dễ chứ. Đó, chứ không thì không thể lấy được giờ. Đó. Đấy. Em sẽ quay xem kiểm tra xem là cái này nó nhảy lịch không. À, này vẫn nhảy lịch các bác nhé, này này. Đó. Vẫn ok nhé. Đó. Hiện tại là con đồng hồ này vẫn đang chạy. À. Đó. Vẫn đang chạy này thì bắt buộc là sẽ làm sao? Bắt buộc phải để theo dõi thôi các bác ạ. Chứ không có cách nào khác cả. Đó. Theo dõi cho nó chết lúc nào thì em mới có thể can thiệp được. Vậy thì trong thời gian đấy thì em sẽ thay cái tin ti ti núm này cho bác ấy. Đây này các bác này, ti núm này. Đó, em sẽ bỏ cái đồng hồ này ra. Đó. Đó, em sẽ đóng thử vào để kiểm tra lịch.
Này các bạn nhìn thấy này, nó sâu quá này là nó không bấm được nữa này. Bỏ ra thì bấm được này đúng không? Lắp vào là không bấm được, đúng không ạ? Lắp vào nó tịt rồi, nó ngắn là hụt rồi. Rồi bây giờ em sẽ thay cái ti này cho bác ấy. Đây, cái ti này. Em vẫn giữ đúng cho bác ấy nhé. Và em sẽ chỉ thay cái ti thôi. Đây, tháo nó ra. Đó, đây, cái ti của nó đây. Đó. Và em sẽ thay cái ti này cho bác ấy để cho nó dài ra cho dễ chỉnh lịch bơm. Và bây giờ em sẽ đây, em được kiếm kiếm một cái ti dài hơn này các bác. Em sẽ đo với cái ti cũ của bác ấy. Đúng không ạ? Đo với cái ti cũ của bác ấy. Đó, làm sao cho nó bằng. Bằng các bác ạ. Bằng. Đó, sau đó là mình sẽ cắt. Cắt làm sao cho nó dài hơn một tí. Đó, là ok thôi mà. Không đơn giản đâu. Đây. Em sẽ cắt. Đó, cái này thừa ra các bác nhé. Phải cắt thừa ra. Đó, để lỡ làm gì. Lỡ mình cắt có vấn đề gì thì mình còn chỉnh được. Chứ cắt hụt khổ lắm các bác ạ. Đó, em cắt thừa đây các bác. Đó. Rồi, bây giờ em sẽ vặn cái tim mới vào. Cái núm của nó. Đó. Rồi bây giờ em sẽ bỏ cái ti này ra. Em sẽ lắp lắp thử vào cái vỏ này các bác xem nhé. Đây, nó lắp vào vỏ để kiểm tra. Đó. Bây giờ cứ phải thực tế các bác ạ, chứ không 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 có này không không nói suông đâu. Không nói linh tinh được. Mình vừa nói vừa em vừa nói vừa làm thì mới thực tế được. Đó. Kể cả cái căn này lắp sai vị trí của nó cũng không được, nó phải chuẩn vị trí. Đây thì các bác thấy là em cắt là hơi dài đúng không? Hơi dài thì nên là thừa ra. Bây giờ em sẽ rút ra em cắt thêm một tí nữa, đấy, cắt tí một thôi các bác, chứ không nên cắt quá tay nhiều lúc là mệt lắm, nó hụt hụt rất là khổ. Đó. Đó. Rồi bây giờ em sẽ cắt tiếp phát nữa, cắt lần này là chuẩn. Đó. Đó. Mình sẽ giữ cái kìm kìm giữ. Nếu mà bác nào cẩn thận nữa thì mà cái kìm của bác các bác không sắc thì các bác cần phải mài đi nhé, mài cái đầu đầu cắt này đi này. Kìm của em nó sắc thì em không mài. Đó. Đó. Rồi các bác đóng vào. Vừa đóng cái này, vừa đóng vừa xoay các bác nhé. Đó. Vừa đóng vừa xoay nhé. Bây giờ em ấn cho các bác xem này. Đấy. Các bác nhìn thấy em ấn này đã bơm một lịch này. Đúng không? Đấy, nó chuẩn thế thôi này. Đấy, và em rút ra này. Rút ra chỉnh giờ này các bác. Đấy, ok nhé. Đấy, nhạy luôn, đúng không ạ? Nhạy luôn. Đó. Đó, và đây này, em đóng vào này. Bơm lịch này. Đấy, nó bơm lịch phải chuẩn như này các bác. Đó, ngày thứ bảy đó, thế là ok rồi đấy. Ừ. Đây là cái thay thay ti cho cái đồng hồ này. Và bây giờ cái răng cái đồng hồ này răng của nó cũng kém rồi các bác này. Em sẽ thay cái răng này cho bác ấy. Đó, thay cái răng cho trước khi thay em sẽ lau sạch cái này đi. Đây các bác nhìn thấy bẩn này. Đó. Em sẽ thay cái răng khác, bởi cái bác nhìn răng nó xẹp rồi. Thế thì phải thay răng khác. Rồi bây giờ sẽ thay cái răng cho khách. Cái răng mình lắp vào nó phải nhỏ hơn cái nắp đáy. Đấy, và khi lắp vào rồi thì mình sẽ phải xoay. Này không thì nó sẽ nhai 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 cái răng. Khi mình vặn vào nó sẽ nhai răng. Đó. Ừ. Rồi em sẽ tranh thủ tiện thì em sẽ tra luôn vào mỡ cho bác ấy. Và núm và răng. Đó, và núm nữa và răng nữa để cho nó chịu nước tốt hơn. Cái này mình chỉ cần tra điểm đấy các bác nhé, thì tại vì là nó là cái dây nắp nắp vặn đấy, thì khi mình vặn vào thì nó sẽ tự khắc
đều hết hết rồi thôi, nên là mình không phải tra tỉ mẩn từng tí một đâu, mình chỉ tra điểm thôi. Đó. Rồi bây giờ cái răng, cái lắp đáy em sẽ lắp luôn vào. Đáy vào. Em không đeo bao giờ đeo găng tay đâu các bác nhé, nhưng mà em đều rửa tay trước khi em làm hết nhé. Cách đây 3-40 năm trước rồi không có cái khái niệm đeo găng tay đâu các bạn. Đó. Đây em hoàn thiện xong cái đồng hồ này rồi. Đó, thay cái ti cho khách. Ok. Đó. Chào các bác. Và bây giờ phải theo dõi thôi. Đó.